Một trong những thông tin đáng chú ý những ngày qua là chuyện sát nhập các tỉnh theo dự thảo của Bộ Nội vụ. Do đây là một vấn đề rất quan trọng đối với từng địa phương, vùng miền, văn hóa và phong tục tập quán, nên việc điều chỉnh hay sát nhập sẽ phải được nghiên cứu rất thấu đáo, kỹ lưỡng. Trong buổi họp báo sáng nay 19 tháng 7, lãnh đạo Bộ Nội vụ khẳng định chưa đề nghị lên Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét câu chuyện này sẽ được trình vào thời điểm thích hợp. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng khẳng định quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trải qua nhiều bước, nhiều bậc thẩm tra, không thể ngày một ngày hai. Hiện Bộ đang tập trung nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tuy nhiên, dự thảo sửa đổi bổ sung này mới chỉ là bước đầu, còn một số nội dung tiếp tục phải thực hiện ngoài hai tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số, còn nhiều yếu tố như vị trí, địa chính trị, lịch sử văn hóa, truyền thông và lối sống của cộng đồng dân cư, yếu tố về an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, quy hoạch vùng và quốc gia, yêu cầu phát triển kinh tế, lối sống cộng đồng dân cư. Do vậy, vấn đề này rất cần phải lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ban, ngành, trung ương và địa phương, cũng như ý kiến của người dân trong thời gian tới. Bước đi.